Hàng Tử Bột Mì đã quay lại với các bạn rồi đây. Chào mừng các bạn đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Đầu bếp Nguyễn Minh Vũ, 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực bánh Á Âu, 5 năm giảng dạy bếp bánh tại trường hướng nghiệp Á Âu. Nickname Hoàng Tử Bột Mì. Sở trường cũng như sở thích là làm bạn với những món ngọt. Đến với không gian Bếp Ngọt, các bạn sẽ được Vũ chia sẻ những món ngọt hoặc là những món ngọt kết hợp với món mặn. Và qua chia sẻ của Vũ thì các bạn biết cách sử dụng các nguyên liệu một cách hợp lý, hiệu quả và có lợi cho sức khỏe nhất. Các bạn nhớ xem đến hết chương trình nhé, để xem hôm nay Vũ sẽ chia sẻ những mẹo vặt gì. Và hôm nay Vũ sẽ hướng dẫn các bạn làm hai món bánh mì, đó là bánh mì bơ tỏi và bánh mì ngọt nhân kem sữa dừa. Nào hãy vệ sinh tay thật sạch nhé và vào bếp cùng Vũ nhé. Và món đầu tiên của chúng ta đó là bánh mì bơ tỏi. Thì đầu tiên chúng ta cần phải làm cái phần bánh mì trước. Để làm phần bánh mì thì Vũ cần khoảng 120ml sữa tươi. Các bạn nên chừa lại một xíu sữa để chúng ta hòa tan với men. Các bạn cần khoảng 40g đường. Các bạn cho một xíu muối thôi, khoảng nửa muỗng cà phê. Và Vũ dùng một quả trứng gà ha, mình dùng nguyên trứng gà luôn. Và Vũ dùng khoảng 50g bơ. Và các bạn sẽ khuấy cái hỗn hợp này cho nó hòa quyện với nhau và đặc biệt là nó cần tan đường. Sau khi đường tan hoàn toàn thì Vũ sẽ tiến hành hòa tan cái men. Và Vũ cần 3g men các bạn ha. Và đây là men khô và các bạn có thể mua ở các cửa hàng bán nguyên liệu. Hồi nãy Vũ có chừa lại một ít sữa ha, các bạn sẽ hòa tan sữa trong men. Rồi sau đó các bạn cho vào cái hỗn hợp này luôn. Tiếp theo là Vũ sẽ cho cái phần bột mì này vào trong một cái hỗn hợp mà Vũ vừa mới đánh tan hoàn toàn. Thì hôm nay Vũ sử dụng bột mì có hàm lượng đạm số 11, tức là bột mì đa dụng nha các bạn. Và các bạn sẽ trộn bột, trộn đến khi nào hỗn hợp này nó hòa quyện với nhau là mình có thể đem ra bàn và mình nhồi bằng tay một lần nữa. Thì thông thường đối với những cái loại bánh mì mà các bạn chỉ có cố gia đình thì hầu như các bạn không nên dùng. Bởi vì cố gia đình nó rất là yếu mà bột bánh mì thường nó sẽ rất là đặc. Vì thế là Vũ lựa chọn cách trộn bằng tay, vừa làm cho bánh mì ngon hơn và vừa giúp cho Vũ được sức khỏe tốt như là chúng ta tập gym miễn phí á. Và thao tác trộn các bạn cũng trộn như theo những lần trước mà Vũ đã hướng dẫn ha. Vậy là Vũ đã trộn xong phần bột rồi. Bây giờ Vũ sẽ chia đôi ra các bạn ha. Một phần các bạn có qua một bên ha. Và phần còn lại các bạn cũng sẽ là chia đôi tiếp luôn. Để chúng ta làm bánh mì bơ tỏi ha. Sau khi chia đôi xong thì các bạn sẽ vê tròn cục bột lại. Sau khi chia bột và vê tròn thì Vũ sẽ tiến hành đem bột đi ủ khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng, hoặc là cho đến khi bột nở gấp đôi thì Vũ tiến hành đem đi nướng. Rồi, Vũ đem đi ủ nha các bạn ha. Sau một khoảng thời gian từ 30 phút cho đến 1 tiếng thì cái bột của chúng ta đã nở gấp đôi rồi. Bây giờ Vũ sẽ tiến hành là phết một lớp trứng mỏng lên trên mặt và mình đem đi nướng nha các bạn. Và cái nước trứng này thì cũng khá đơn giản để làm, là mình dùng một cái trứng gà, mình đánh nát nó ra và các bạn lọc nó qua một cái rây cho nó mịn rồi mình có thể quét lên mặt bánh được rồi. Mình sẽ quét một lớp mỏng thôi nha các bạn, và đều, nếu các bạn mà quét không đều nó sẽ bị cháy. Và bây giờ Vũ sẽ tiến hành đem đi nướng bánh ha. Chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ C trong vòng khoảng 15 đến 18 phút. Và trong cái thời gian chờ bánh nướng thì Vũ sẽ tiến hành làm cái sốt cream cheese nha các bạn ha. Để làm sốt cream cheese thì Vũ sẽ cần khoảng 200g cream cheese. Và lưu ý khi dùng cream cheese là các bạn nên đem từ trong tủ mát ra ngoài ở một khoảng thời gian nhất định cho nó mềm ra mình hãy dùng nhé. Vũ cần khoảng 20g đường và 70g whipping cream. Để tạo cái mùi thơm cho cream cheese cũng như là cái vị chua nhẹ thì Vũ sử dụng khoảng nửa trái chanh. Và Vũ sử dụng máy đánh trứng cầm tay và mình sẽ đánh hỗn hợp này nó hòa quyện và nó mịn nhé. Khi hỗn hợp nó hòa quyện và nó mịn thì mình có thể ngừng lại và các bạn bảo quản cái cream cheese, cái kem này của mình nè, chưa trong tủ mát ha, và mình sử dụng sau. Và bây giờ Vũ sẽ tiến hành làm cái phần sốt bơ tỏi. Để làm phần sốt bơ tỏi cũng khá đơn giản, là các bạn chỉ việc trộn tất cả các nguyên liệu này với nhau. Đầu tiên các bạn sẽ cho bơ vào ha, sữa đặc có đường.
Đã là súp bơ tỏi thì không thể nào chúng ta không sử dụng tỏi các bạn ha. Vũ sử dụng khoảng 2 tép tỏi và một quả trứng gà. Một xíu muối để tạo cái vị mặn cho cái sốt của chúng ta và tạo màu sắc cho cái món bánh của mình. Cái sốt này nó được đẹp hơn thì Vũ sử dụng cái ngò tây. Thì nếu trong trường hợp mình không mua được cái ngò tây tươi thì các bạn có thể sử dụng ngò tây khô, khoảng một muỗng cà phê đường. Trong trường hợp mà mình sử dụng là sữa bột thì mình có thể cho thêm nhiều đường. Nhưng mà hồi nãy Vũ sử dụng là sữa đặc cho nên là đường Vũ sẽ giảm lại ha. Và hôm nay Vũ sẽ sử dụng một cái máy xay của Asanjo. Đây là một loại máy có một cái lưỡi dao nó bằng inox và các bạn có thể xay tất cả các nguyên liệu khô khác nhau. Và một cái điểm nữa là nó có một cái đèn cảm ứng rất là bắt mắt các bạn. Đơn giản phải không các bạn? Các bạn chỉ việc bấm nút và cái hỗn hợp sốt chúng ta đã hòa quyện với nhau rồi. Sau một khoảng thời gian từ 15 đến 18 phút thì cái bánh mì của chúng ta đã chín rồi và Vũ đã đãi nguội hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là phết bơ tỏi lên trên ha. Có rất là nhiều cách để các bạn phết bơ tỏi lên trên. Các bạn có thể để nguyên ổ như vậy hoặc các bạn cắt nhỏ ra. Ngày hôm nay thì Vũ sẽ cắt ra làm 6 phần. Vũ sẽ sử dụng một con dao răng cưa như vậy để cho cái lát bánh chúng ta được đẹp. Các bạn cắt đôi trước ha. Các bạn xoay lại khoảng 15 độ thì các bạn cắt tiếp. Tiếp tục là Vũ sẽ phết cái phần bơ tỏi lên trên đây. Thì thông thường các bạn sẽ phết bên ngoài và bao gồm các cái rãnh cắt này luôn nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ dùng tay của mình á, nâng niu nó. Các bạn dùng cọ, các bạn phết bên trong. Các bạn xoay qua tiếp tục cho những cái rãnh cắt khác ha. Đó là bên trong thôi. Bây giờ mình sẽ phết một lần nữa là bên ngoài cái bề mặt của cái bánh. Đặc biệt của cái bánh này á, là nó càng nhiều sốt và càng nhiều tỏi nó sẽ càng ngon. Sau khi Vũ đã quét xong cái phần sốt bơ tỏi thì Vũ sẽ chuyển bánh sang một cái khay nướng và Vũ sẽ nướng bánh trong khoảng 5 phút thôi, cho đến khi mà cái tỏi nó thơm lên là mình có thể đem ra. Nào, Vũ sẽ mang đi nướng nhé. Sau khi bánh chúng ta đã nướng rồi thì công đoạn cuối cùng là Vũ sẽ bơm cái sốt kem phô mai vào bên trong. Thì các bạn có thể bơm nhiều hình thức khác nhau, có thể là ở giữa thôi cũng được hoặc là tất cả các rãnh mà các bạn vừa mới cắt đó. Rồi các bạn sẽ mở cái bánh mình ra như vậy ha và các bạn sẽ bơm cái phần sốt kem vào bên trong. Đặc trưng của bánh này các bạn cứ để cho cái phần kem nó chảy một cách tự nhiên nhất có thể ha, không cần phải là sợ nó xấu hay cái gì cả nha các bạn. Vậy là Vũ đã xong cái phần bánh mì bơ tỏi sốt phô mai rồi. Đặc trưng của cái bánh này là cái lớp vỏ bánh mì nó hơi mềm, thơm mùi tỏi và kèm theo cái sốt phô mai nó có một vị chua nhẹ. Và Vũ hy vọng rằng cái bánh này các bạn có thể làm tại nhà một cách rất là dễ dàng. Nào, hãy cùng thực hiện với Vũ món thứ hai nhé. Bánh mì ngọt nhân kem sữa dừa. Thì cái phần bột này cũng là giống như cái phần bột hồi nãy của chúng ta thôi. Và bây giờ Vũ sẽ tiến hành chia bột và vê tròn nó nhé. Các bạn chia cái phần bột ra làm 3 phần ha. Và các bạn vê tròn nó lại. Sau khi vê tròn thì Vũ sẽ mang bột đi ủ khoảng 30 phút. Trong khi chờ bột chúng ta nở lên thì Vũ sẽ tiến hành làm nhân kem sữa dừa nha các bạn. Để làm nhân kem sữa dừa thì Vũ sẽ sử dụng nước cốt dừa đóng lon của Vicoco, là một sản phẩm được lựa chọn từ những quả dừa nguyên chất. Sản phẩm này sẽ cho giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp để chế biến nhiều món ăn khác nhau và làm tăng mùi vị cho món ăn của chúng ta. Các bạn dùng khoảng 100ml nước cốt dừa. Và đồng thời Vũ sử dụng sữa dừa của Vicoco được đóng hộp giấy rất là tiện dụng. Và sản phẩm này không có cholesterol và rất là tốt cho sức khỏe và hoàn toàn tự nhiên. Tiếp tục là Vũ sẽ sử dụng một cái lòng đỏ trứng gà và một cái trứng gà nguyên. Và một ít đường để làm cho cái nhân chúng ta nó ngọt hơn. Và để cho cái hỗn hợp nhân của chúng ta nó kết dính lại với nhau thì Vũ sử dụng bột mì. Lý do Vũ sử dụng bột mì mà không phải là bột bắp bởi vì bột mì nó cho cái nhân chúng ta ở trạng thái đặc và nó có một cái độ đục lại. Còn nếu dùng bột bắp á, thì nó hơi trong và nó nhão. Sau khi các bạn đánh hỗn hợp này nó hòa quyện với nhau thì mình sẽ rây qua một cái rây trên một cái nồi khác ha.
và các bạn sẽ mở lửa và mình sẽ đánh hỗn hợp này đến khi nào mà nó sánh đặc lại thì mình cho bơ và dầu dừa vào. Sau khi hỗn hợp nhân của chúng ta nó sệt lại thì các bạn sẽ cho bơ vào. Mục đích của việc cho bơ vào là làm cho cái nhân của chúng ta có độ béo lên. Sau khi cho bơ vào thì Vũ sẽ cho dầu dừa. Và hôm nay Vũ sử dụng dầu dừa của Việt Coco. Trộn một lần nữa cho hỗn hợp nó hòa quyện và tan bơ hoàn toàn ha. Sau thời gian bột ủ thì bột đã nở rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành gói nhân vào bên trong ha. Các bạn sử dụng một phần bột nha. Các bạn đè nhẹ nó xuống như vậy, hoặc là các bạn dùng cây cán, các bạn cán nó vừa phải. Các bạn dùng cái nhân kem dừa sữa này chúng ta vừa làm đó, các bạn sẽ cho một ít vào đây. Và các bạn sẽ gói nó là như vậy. Bây giờ Vũ sẽ cho hai phần bột đã gói nhân vào trong một cái khuôn. Và hôm nay Vũ sử dụng một cái khuôn hình chữ nhật như vậy. Và Vũ sẽ có thoa một lớp bơ bên trong để chống dính khuôn. Các bạn sẽ lấy một phần bột, cái phần ghép mí bên dưới nó sẽ nằm ở dưới đáy khuôn các bạn ha. Các bạn đặt nó vô như vậy. Chúng ta cho bánh vào khuôn như vậy. Và sau đó là Vũ sẽ lấy cái phần bột còn lại, mình sẽ tạo hình hai cái lỗ tai cho con gấu của chúng ta. Các bạn vê tròn ha, vê tròn cái tai. Ngoài cái việc tạo hình con gấu thì các bạn có thể tạo hình những cái hình thù khác mà các bạn thích ha. Sau đó các bạn sẽ lấy hai cái tay tròn này, các bạn đặt lên phía trên đầu cái bánh. Các bạn đặt như vậy ha. Và các bạn sẽ mang bột đi ủ khoảng 1 tiếng đồng hồ, hoặc là khi bột nở gấp đôi thì mình sẽ đem đi nướng sau. Các bạn sẽ quét một lớp nước trứng mỏng lên trên mặt ha. Ok, bây giờ Vũ sẽ đem đi nướng ha. Chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ C trong vòng khoảng 15 đến 18 phút. Để giúp cho cái mặt bánh nó đẹp hơn thì Vũ sẽ trang trí hai mắt và miệng cho con gấu này nhé. Đối với bánh gấu này, người lớn cũng có thể sử dụng được và trẻ em đều có thể sử dụng được. Nó có một mùi thơm của cái nhân sữa dừa bên trong. Các bạn hãy cùng xem lại hai công thức chế biến của hai món vừa rồi nhé. We'll be right back.
mời quý vị xem phần mẹo vặt của ngày hôm nay nhé. Mẹo vặt hôm nay của Bếp Ngọt sẽ là cách bóc tỏi nhanh và dễ dàng. Cách 1, ngâm tỏi vào trong nước nóng 2 phút rồi vớt ra. Cách 2, dùng tô xóc tỏi thật mạnh. Cách 3, cho tỏi vào lò nướng khoảng 2 phút ở nhiệt độ khoảng 120 độ C. Sau khi làm thử các cách trên thì tỏi sẽ dễ dàng tách vỏ ra đúng không nào? Chương trình chúng ta đã kết thúc rồi. Cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.